Trung Cộng đẩy nhanh tiến độ xây dựng các đảo. Hoa Kỳ, Úc và mới đây nhóm G7 đã không ngừng cảnh cáo Trung Cộng về việc nào vét đất cát, bè đắp các đảo. Các quốc gia này lo ngại việc Trung Cộng xây dựng các phi đảo, hải cảng và cơ sở quân sự tại những hòn đảo nhân tạo ở Trường Sa sẽ làm thay đổi cán cân quân sự trong khu vực. Những hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy là một đội tàu nạo vét của Trung Cộng đã chuyển đất cát từ khu vực vành đai của những hòn đảo san hô vào đảo, những hình ảnh này được chụp vào ngày 10 tháng 6 mới đây. Hoạt động của Trung Cộng ở Biển Đông đã làm cho quốc tế lo ngại 800 hecta rạng san hô dưới nước sẽ bị biến đổi thành đất khô, có thể bị mở rộng ra gấp 5 lần. Một nguồn tin cho biết là Trung Cộng đang tiến hành xây dựng đảo nhân tạo theo hình của chiếc bánh donut, nghĩa là sẽ bắt đầu bồi đắp đất từ vòng ngoài rồi dần dần đổ đất ở bên trong. Đảo nhân tạo đang xây dựng này là bãi san hô Subi Reef, nằm trong quần đảo Trường Sa ngoài khơi của bờ biển Philippines. Các nhà chiến lược quân sự của Hoa Kỳ cho rằng những hòn đảo này sẽ không trở thành mối đe dọa nguy hiểm đến sức mạnh của Hoa Kỳ trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào xảy ra. Một nguồn tin khác cho biết là Hoa Kỳ tin rằng 7 hòn đảo mới được Trung Cộng xây dựng có thể bị phá hủy chỉ trong vòng nửa giờ đầu tiên của cuộc chiến. Tuy nhiên, điều khiến cho Hoa Kỳ lo lắng là những hòn đảo này sẽ tạo điều kiện cho Trung Cộng khuếch đại khả năng hoạt động của quân đội Trung Cộng ở cả trên mặt biển, lẫn trên không ngoài khơi của Biển Đông các quốc gia đang có tranh chấp với trung cộng trong đó có việt nam philippines và một số quốc gia khác hoàn toàn yếu thế về hải quân và không quân so với bắc kinh